vẫn giữ máy và tiếp tục xem chương trình của đài truyền hình Việt Hải Ngoại VHN TV. Và quay trở lại với chị Trà My thì ngày hôm nay em thấy là nãy giờ trong giờ break đó, em có nhìn cái hộp này thì em thấy ghi là Novel 3D Hydration System. Thì không biết là cái 3D là như thế nào hả chị à? 3D có nghĩa là 3 chiều. Em có phim 3D chưa? Dạ, có. Có nghĩa là nó thấm là 3 chiều trên mặt phía trước, hai bên hông đều vô hết. Và còn một cái này em quên một cái chữ là Maximum. Maximum có nghĩa là anh đem một cái loại lượng nước tuyệt đối cho cái skin của mình. Wow. Yeah. Đôi lúc em thấy đó, khi người ta bán cái mỹ phẩm, người ta nói chỉ có dùng cho oil skin hay là normal skin hay là dry skin thôi. Yeah. Nhưng mà này là maximum, có thể nó đem cái lượng nước tuyệt đối cho cái skin của mình. Dạ, vậy là bất kỳ cái loại skin, loại da nào thì mình cũng có thể sử dụng được hả chị hả? Có thể là em biết cái da mình nó thay đổi theo cái thời tiết, theo cái chế độ ăn uống, theo cái cơ thể của mình. Ví dụ như đôi lúc cái da của mình là nó hay bị bệnh, hoặc là da đôi lúc mình uống thuốc nhiều quá cái da mình nó bị hydrate, nhưng mà đa số cái skin là hay bị mất nước. Từ da dầu, da khô, là da normal hay là da sensitive, tất cả những da là đa số hay bị mất nước. Tại sao mình ta nói là mình phải uống nước thường xuyên? Người ta có thể là không ăn uống nhưng người ta phải uống nước. Yeah. Tại vì cái nước là một cái phần rất là quan trọng cho cái cơ thể của mình, cho nên khi mà nói về cái hydrate mà để làm cho nó giữ cái nước trên lượng da thì bất cứ cái da nào cũng phải cần có nước. Ví dụ ngày hôm nay mình chữa trị, ví dụ trong một ngày đó mình chữa trị, mình mua cái kem dưỡng da cho cái oily skin, da mình oil, mình muốn lấy lượng dầu ra. Yeah. Nhưng đôi lúc mình cũng phải bù vô cái lượng nước. Tại vì mình tập trung mình lấy dầu ra quá mà mình quên đi cái phần bỏ nước vô thì cái da mình nó vừa khô mà nó lại vừa dầu. Chứ em thấy có nhiều cái da kỳ lắm, nó ở trên thì nó khô nhưng mà ở dưới nó lại có mụn, có dầu. Yeah. Và có nghĩa là nó bị mất nước nhưng mà cái lượng dầu nó vẫn còn. Mình lấy dầu ra trên mặt, trên bề mặt da nhưng mà quên đi cái phần lượng nước. Cho nên bất cứ cái da nào cũng phải có một cái lượng nước bổ sung cho da. Yeah. Vậy là nói về dưỡng ẩm thì không phải là chỉ cần da khô mới cần mà tất cả các loại da đều cần hết. Đúng vậy, tất cả các loại da đều phải cần có nước. Tại em biết là da khô, da dầu, cơ thể mình lúc nào mình cũng phải cần có nước bổ sung lại trên cái tế bào của da. Khi em biết tế bào của da mà nó sản sinh mà em cho nước nó kích thích vào thì bắt đầu những cái da khô, da chết, những cái tế bào bắt đầu nó chết đi và bắt đầu nó mọc cái da mới, nó kích thích mạnh hơn. Yeah. Còn nếu mà mình không có kích thích nó, mình không có cho những cái moisturizer nước vô thì nó cảm thấy khô càng quá thì nó sẽ mọc chậm hơn, những cái tế bào da nó phát triển chậm hơn. Cho nên làm gì làm, em phải bỏ cái moisturizer mà cho hydrate, có nghĩa là nó phải giữ cái lượng nước. Yeah. Bất cứ những cái loại da khô, da dầu, da sensitive cũng vậy, mình bên cạnh mình chữa trị cho da, ví dụ da mụn nhiều quá, biết không? Em muốn lấy cái lượng dầu ra, lấy cái mụn ra, nhưng bên cạnh nó phải nhớ là mình phải có bổ sung cái lượng nước cho da. Thì có thể là mình bỏ những moisturizer cho chữa trị cho cái da dầu của mình, nhưng mình để 5 phút sau cho nó thấm vô thì mình phải có cái lượng nước vô, cái moisturizer mà cho hydrate. Cho nên nói tới cái hydrate thì nó vô cùng quan trọng. Cho nên chị thấy là mình nói nhiều về những cái hydrate, nhưng mà cái sự hiểu biết về cái hydrate mà nó chiều sâu cho nó rộng trong da thì nó ít khi mà mình nghĩ tới là da nào cần hay là da nào không cần. Thì nào giờ em nghĩ tới dưỡng ẩm là em chỉ nghĩ tới là da khô mới cần dưỡng ẩm mà thôi. Nhưng không, mà cái này không, cần không. Da dầu rồi. Da nào cũng phải cần dưỡng ẩm hết trơn. Em biết nước là nó rất là quan trọng, mà hydrate là đem lại cái lượng nước cho da. Mà da mà không có nước là khô, từ da dầu, da khô chỉ cũng vậy. Nếu mà dầu thì ở dưới dầu, ở trên khô. Hoặc là da khô thì nó khô, nó lại càng khô hơn. Nó sẽ tróc vẩy, nó càng khô hơn. Cho nên đôi lúc mình vừa uống nước mà tại sao khi mà em rửa mặt xong á là cái da tự nhiên mình thấy nó mát liền, phải không? Tự nhiên da mình nó đang khô, đang nó tróc, cái mình cho chút xíu nước mình rửa mặt, cái tự nhiên da mình nó mát lại, đúng không? Hấp thụ được chút nước ở trong. Đúng rồi, có chút xíu nước vô cái da mình nó tươi, nó khỏe liền. Giống như cái bông hoa mà mình tưới nước cho đúng vậy, vậy đúng vậy đó. Cho nên khi mà nói tới mà loại da là phải cần có nước. Khi mà nói mà da dầu, da khô, da dị ứng, bất cả cái loại da nào em phải cho cái lượng nước. Mà chị thấy ở đây là maximum hydrate system, có nghĩa là maximum là một lượng nước tuyệt đối. Nó đem vô, có nghĩa là cái mỹ phẩm này nó tập trung vô cái lượng nước là chính, mà không phải là lem dầu. Cho nên nếu mà em bỏ một cái da dầu mà em bỏ thêm dầu, có thể là quá nhiều dầu, hoặc là em chỉ lấy ra dầu quá thì nó lại mất nước. Cho nên tất cả các loại da đều phải cần có nước, mà maximum hydrate system là có nghĩa là một cái lượng nước tuyệt đối cho cái skin, rất là tốt cho da của mình. Đúng rồi, mà cho tất cả các loại da, chứ không phải là cho da dầu hay là da khô hay là da tổng hợp. Mà tất cả các loại da. Cho nên quay ngược lại cái phần mà đắp mặt nạ, thì mặt nạ bữa chị nói này nó có, ví dụ như nếu mà em dùng da em quá dầu thì bây giờ em dùng mặt nạ gì nè? Quá dầu thì phải dùng lòng trắng trứng gà. Đúng rồi, tại vì cái trong trứng trứng gà nó có cái chất collagen. Nó có chất cái gel, nó làm thay, có nghĩa làm chắc những cái lỗ chân lông lớn, nó co lại làm nhỏ, nó làm nhỏ lại những cái lỗ chân lông. Nó làm cho cái lượng dầu nó ít tiết ra hơn. Thì cái lòng trắng trứng gà lại tốt cho da dầu.
Nhưng mà nếu mà nói về da em nha, quá khô thì em dùng cái gì? Bơ. Đúng đấy, rồi, bơ. Bơ. Có nghĩa là có vitamin E rất đúng là rồi, chạy nhà lấy trái bơ ra, à, ăn trái bơ xong chừa lại một trái, xong bắt đầu mình cắt ra, mình xay nhuyễn nó ra, bắt đầu hoặc là xay nhuyễn hoặc là mình dầm dầm nó ra, nhưng nhớ đừng bỏ đường nha, không? Bỏ đường thấy ngọt quá đem bỏ vào miệng ăn cho nên không có bỏ đường. Không có bỏ đường. À xay nhuyễn nó ra, bắt đầu đắp lên, nhưng mà nhớ nếu mà cẩn thận á thì em có một cái miếng mask, em chùm lên trước rồi em để cái bơ nó thấm ở trên. Còn không em bỏ trực tiếp thì kiếm cái gì che lại để nó chảy tùm lum. Yeah. À thì đắp cái miếng bơ lên thì cái bơ nó có nhiều cái vitamin E, nó sẽ đem lại cái độ moisturize cho cái skin. Dạ. Yeah. Vậy cái moisturizer với lại cái hydration system thì nó có khác không á chị? À có khác chứ. Cái moisturizer là đem cái lượng dinh dưỡng, cái lượng dầu cho cái skin, cái lượng dầu cho skin. Yeah. Còn cái hydrate là cái nước cho cái skin. Trong trái bơ thì nó không có nhiều lượng nước nhưng mà nó có nhiều cái lượng dầu. Cho nên khi mà em da khô có nghĩa là da em khô thiếu dầu, thì em phải bỏ nhiều cái dầu vô, em cần nhiều cái lượng dầu để chữa trị cho cái phần khô. Nhưng bên cạnh cái chữa trị khô, em phải bồi dưỡng cái lượng nước. Tại vì khi mà mình muốn đắp mask á, mình kích thích cái skin là mình phải rửa mặt. Mà khi em rửa mặt, em dùng cái chất chanh hoặc là những cái sữa rửa mặt á, là em đã tự động em làm mất đi cái lượng nước trên cái skin. Yeah. Cho nên cái hydrate là phải, nói quay ngược lại là cái hydrate là phải giữ cái độ ẩm cho da. Yeah. Còn bây giờ nếu mà da em mà bị da bị mẩn đỏ nè, bị sensitive nè, bị ngứa nè, bỏ cái giống gì lên nó cũng ngứa hết trơn á, thì bữa trước là chị đã chỉ rồi, cái mặt nạ, một cái nào là gọi là gì? Trái dưa leo. Mà trái đúng leo. Rồi. Thì nhưng cái dưa leo nó, nghe một số người nói là cái mũ dưa leo nó làm cho da của mình rất là đúng khó. Vậy, đúng vậy. Cho nên khi mình đắp dưa leo là phải gọt vỏ. Gọt vỏ. À, phải gọt vỏ cho nó sạch trước rồi lúc đó mình mới cắt lát ra mình đắp trên mặt. Dạ. Thì dưa leo nó là gì? Nó bổ sung, cũng nó là bổ sung cái lượng nước, nhưng mà nó hay nghĩa là nó hút đi những cái mẩn đỏ, cái khô, cái ngứa trên da. Ví dụ như da em bỏ hay bị dị ứng sensitive đúng không? Bỏ cái gì lên nó cũng ngứa, cũng rát, hoặc là mình ăn chúng gì da mình bị bên đỏ, hoặc là mới quát xong cái da bị đỏ. Yeah. Thì những cái đỏ, những cái bên thì dưa leo rất là hay. Yeah. Thì chắc có ba cái loại làm gì? Da khô thì mình dùng cái bơ, dùng mà cái bơ. Da dầu thì mình dùng lòng cái trứng gà. Mà da sensitive, da dị ứng thì mình dùng trái dưa leo. À, thì ba cái đó là những ba cái cách chữa trị mình làm once a month. Có nghĩa là một tháng một lần thôi. Hoặc là ai mà siêng thì làm 2 lần trong một tháng. Nhưng làm gì làm? Phải có kem dưỡng. À, cái độ nước cho quay lại mình. Là phải có kem dưỡng, phải có giữ độ nước cho da. Như chị nói là em rửa mặt là em đã mất cái lượng nước rồi, còn chị không biết là em chữa trị cho da gì, nhưng khi em đã rửa mặt là đã mất cái lượng nước, mà mình phải có cái lượng nước bổ sung vô. Dạ. Và cái lượng nước đó là gì? Sản phẩm này, Covaderm. Đúng rồi, Covaderm. Những cái sản phẩm mà có hydrate system. Dạ. Và em thấy là ở đây chỉ có trồng trắng rồi trồng đỏ, và trồng đỏ mình không có đắp cho cái loại da nào được hả chị? Nấu ăn, chỉ có nấu ăn được thôi. Đúng rồi, chiên trứng ăn. Nào giờ em cứ nghĩ là trồng trắng thì mình dùng cho da dầu, còn trồng đỏ thì mình dùng cho da khô chứ. À, không. À, cái trồng trắng thì nó hút đi, nó làm nhỏ lỗ chân lông, nó hút đi những cái chất dầu cho da. Nhưng mà trồng đỏ thì nó lại để dành cho khác. Để nó ăn chiên trứng. Đúng rồi. Cái dinh dưỡng trong cái vitamin trong cái đồng đỏ nó khác cái dòng trắng. Dạ. Vậy thì khi mà mình đắp một cái loại mặt nạ hoặc là mình xài những cái loại kem dưỡng thì mình nên massage cái vùng nào trên mặt mình hả chị? Và nhớ nè, cái mặt mình á thì cái chỗ nào có da là mình đắp, nhưng đương nhiên là mình không phải mở mắt ra mình phải nhắm đúng không? Dạ. Có những người thì bị dị ứng, người ta nói tôi sợ bóng tối, có nghĩa là mình nhắm mắt lại là sợ mình thấy bóng tối mình sẽ hay bị giật mình á, người ta gọi là những người mà bị taste marker. Taste marker có nghĩa là mình sợ bóng tối, cho nên khi người ta đắp mặt nạ là người ta chừa cái mũi ra để thở. Nhưng nếu mà mình có thể mình chịu đựng được á, ví dụ như mình cảm thấy relax á, thì mình có thể mình đắp trên cái mắt. Đắp trên mắt không sao. Đắp trên mắt không sao, đắp mặt nạ trên cái mắt nhưng mà nhắm mắt lại đừng để chảy vô trong mắt. Yeah. Đúng không? Mình nhắm mắt lại mình đắp trên cái mắt, mình đắp trên cái miệng, mình đắp hết đừng nói. Phải không? Còn ai mà thích nói thì mở miệng ra, nhưng mà đắp mặt nạ là đương nhiên là không có nói rồi. Yeah. À, và khi mình đắp lên rồi thì mình để khoảng từ 10 tới 15 phút, không có để lâu quá. Tại em biết những cái chất mà những cái đồ fresh á, mà mình để ra ngoài á, nó bị oxidation. Yeah. Sau 15 phút, 10-15 phút là những cái chất bơ hay là những chất dưa leo hay là những cái dòng trắng trứng gà nó sẽ bị oxy hóa. Yeah. Nó bị oxy hóa rồi thì nó lại bị nhiễm khuẩn, nó lại không tốt cho skin. Đúng vậy. Cho nên sau 10 hay 15 phút là phải dùng nước ấm rửa sạch nó đi. Và khi mình rửa sạch nó đi một lần nữa là cái da mình lại mất nước. À, khi mà da mình mất nước thì mình phải có cái moisturizer. Cho nên nói gì nói, cái quan trọng nhất trong cái vấn đề chăm sóc da vẫn là cái moisturizer. Chị chẳng thà nếu mà mình không có moisturizer, chẳng thà mình đừng có rửa mặt. Yeah. Tại vì em rửa mặt là em đi mất cái lượng nước, mà mình không có moisturizer thì là cái da mình nó sẽ bị thiếu cái lượng nước. Thiếu lượng nước. Nó mất cái lượng dầu tự nhiên trên cái bề mặt da. Vậy thì một ngày mình nên rửa mặt khoảng bao nhiêu lần hả chị ha? À, cái
trung bình là 2 lần, có nghĩa là mỗi buổi sáng trước khi mình ngủ dậy mình rửa mặt. Tại vì qua một đêm là cái lượng dầu trong cơ thể mình nó tiết ra, thì mình rửa mặt mỗi buổi sáng. Rồi khi mình đi làm về nguyên ngày, cho dù có make up hay là không có make up, mà đàn ông hay là đàn bà, tất cả đều cũng phải rửa mặt trước khi lên giường ngủ, phải rửa mặt. Phải rửa mặt sạch sẽ. Rồi bên cạnh đó, những người nào mà da quá dầu, có nghĩa là buổi trưa bắt đầu da ta đổ dầu ra bóng bóng, nhìn cái mặt bóng lưỡng nhất là hai bên cái cánh mũi là mình thấy da dầu nó đổ ra bóng lưỡng, thì cái đó nếu mà mình có điều kiện mình nên đi rửa mặt lần nữa. Hoặc nếu mà phụ nữ, những cái cô mà có dùng make up thì lấy dầu đổ ra nhiều quá thì mình dùng có miếng giấy thấm em. Thấm. Đúng rồi, mình thấm bớt cái lượng dầu đi. Tại đôi lúc mình đi làm hoặc là mình có công việc, mình đâu có thể nào mà mình rửa mặt được. Thì mình bắt là mình dùng miếng giấy, mình thấm cho nó khô bớt dầu đi, rồi mình đắp cái make up nó lại. Hoặc là ai mà ở nhà mà có điều kiện, hoặc cái chỗ làm mà mình có điều kiện, hoặc là mình không có dùng make up á, thì mình có thể mình rửa mặt thêm một cái buổi nữa là buổi trưa. Có nghĩa là 3 lần trong một ngày cho những người da dầu. Da dầu thôi. Còn đối với da khô và những cái loại da khác thì 2 lần một ngày là 2 lần, 2 lần thôi. Và nối với da khô thì phải là hạn chế cái lượng xà bông. Như chị nói rồi, cái da khô là nó mất cái lượng hydrate nó càng nhanh hơn nữa. Cho nên cái da khô là thay vì mình dùng hydrate 2 lần trong một lần, mình có thể dùng 3 lần trong một ngày. Tại vì mình rửa mặt càng nhiều thì nó mất cái lượng nước càng nhiều. Nhưng mà đặc biệt cho da khô là phải cần có nhiều cái chất hydrate, phải giữ độ ẩm thường xuyên. Cho nên lúc nào cũng phải có một cái trong túi, mua một bình, bỏ nhà một hộp, bỏ trong túi cái chỗ đi làm á, bỏ một hộp. Xong tới nhà lâu lâu cái thấy da khô quá, bắt đầu mình cảm giác mình siêu được em, mình cảm giác được à. Da mình nó căng lên. Đúng rồi, em trong ngày đó em cảm thấy cái da sạch tự nó căng, nó khó chịu, mình muốn ngứa, mình cảm giác ngứa rác á. Lúc đó làm phải lấy chút moisturizer chà lên mặt, nó dịu xuống liền. Giống như mình lotion mình xài cho tay của mình vậy đó. Đúng rồi. Lâu lâu em thấy em không có moisturizer, không cho tay hay là trên da mặt là cảm thấy khó chịu. Nhiều lúc trẻ như em chưa cảm giác được đâu. Trẻ chưa đâu, nhưng mà cỡ mà già già cỡ chị là bắt đầu à. Hơi chút xíu mà thiếu cái mỹ phẩm chút xíu là thiếu những chất moisturizer là mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình feel được cái cảm giác như nó thiếu nước trong cái cơ thể mình. Mình thiếu nước thì mình uống được, thì cái da cũng vậy. Làm ơn, có nghĩa là cái cơ thể mình uống nước cho cái bộ phận trong cơ thể, thì cái bộ phận bên ngoài mình cũng phải chăm sóc. Mình phải nghĩ cho nó, có nghĩa là nó đang cần, rất là cần những cái hydrate, những cái độ ẩm. Cho nên khi chị thấy đôi lúc ai cũng vậy, đổ xô nghĩ là ồ làm sao phải rửa da cho sạch, rồi làm sao phải chữa da khô, chữa da dầu, nhưng mà quên rằng một cái điều quan trọng đó là giữ cái độ ẩm trên nước của mình, giữ độ nước trong cái skin của mình. Tại vì mình mất nước nè, mình mất nước là do ra mình tiếp xúc với không khí bên ngoài nè, mình mất nước là do trong cơ thể mình bị hydrate nè, mình mất nước khi mình mỗi lần rửa mặt là mình bị mất nước nè, mình mất cái lượng dầu tự nhiên trên cái skin của mình nè. Thì cái hydrate nó rất là cần thiết cho cái skin của mình. Đúng. Và em không biết là cái loại da dầu, da khô rồi da bình thường là nó dựa theo cái yếu tố di truyền hay là do cách mình chăm sóc mà da của mình nó như vậy hả chị hả? Chị nghĩ cái di truyền nó chỉ có khoảng 5% thôi. Thì em biết là bây giờ mà nói tới di truyền là không có còn đúng nữa. Giống như ta nói cha mẹ lùn quá để con là lùn, không phải vậy. Mà cái di truyền nó chỉ đánh giá khoảng chừng từ 5-10% thôi. Có nghĩa là do cái dinh dưỡng. Thì cái da cũng vậy, có nghĩa là do mình chăm sóc da. Chưa cha mẹ cho nhiều lúc trong cái gia đình da rồi ai cũng xấu hết, nhưng mà bản thân cái người đã biết cách chăm sóc thì cái da vẫn đẹp bình thường. Thì cái da nó ảnh hưởng từ cái bên trong cơ thể, và đồng thời mình phải chăm sóc. Mình phải chăm sóc giống như một cái cây là em phải tưới nước, em bỏ phân lâu lâu phải xới nó lên, bỏ phân nhiều vô, bỏ nước nhiều vô, bỏ nhiều quá thì nó úng, tưới nước nhiều quá thì nó úng, nhưng mà làm sao vừa phải. Mà mỗi ngày lâu lâu buồn quá chơi một thùng nước luôn, còn bữa nào buồn để cho nó khô tới nguyên một tháng thì cái cây nó cũng sẽ chết thôi. Đúng không? Lâu lâu cho quá nhiều, lâu lâu cho quá ít thì nó cũng sẽ chết thôi. Thì cái skin mình cũng vậy, có nghĩa là mình phải thường xuyên, mỗi ngày ít nhất phải ngày phải 2 lần, buổi sáng buổi chiều. Rồi ai mà có điều kiện á, bỏ thêm hộp cho trong cái bóp của mình đó, là buổi trưa mình xoa lên nữa, có nghĩa là một ngày 3 lần. Cho dù bất cứ da gì cũng phải cần cái lượng nước cho cái skin. Tại em biết là một người mà giờ mà không uống nước thì sao, mình cảm thấy người khô da. Mà cho dù nhiều người nói ô nào giờ uống nước không quen, uống nước không được, không phải, phải tập uống nước. Uống từ từ, mỗi lần uống chút, đừng có ráng uống nhiều, uống nhiều quá nó bị ói ra, đúng không? Uống nửa ly trước, uống nửa ly không được, xong rồi uống 1/4 ly, 1/4, bắt đầu nâng từ từ. Và tập làm sao phải uống nước một ngày, ít nhất phải có 3 ly nước trong cơ thể của mình. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chương trình xin tạm ngưng giây lát cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn giữ máy và tiếp tục theo dõi chương trình sau ít phút nữa.